Tôi là Nguyễn Văn Bóc, sinh năm 1953. Năm nay tôi gần 70 tuổi. Tôi có anh trai là Nguyễn Văn Bọc. Đúng ngày sinh của ông ấy là ngày 25 tháng 7 năm 1949. Thì anh tôi viết đơn tình nguyện bằng máu vào bộ đội. Và ngày 22 tháng 2 năm 1968 thì anh tôi lên đường. Ở nhà mẹ tôi năm 76 có tiếp nhận cái giấy báo tử anh tôi. Anh tôi lên đường, từ đấy là tôi không nhận được cái thông tin một lá thư hoặc cái lời viết gì cả. Cũng không có nhận được tín hiệu là đơn vị nào phiên hiệu gì ở chiến đấu ở chiến trường nào thì hầu như đơn vị tôi không nắm được. Và giấy báo tử thì chỉ ghi là đơn vị GMT và hy sinh tại mặt trận phía Nam. Tôi cũng không trách gì ai cả. Về cái công tác quản lý hồ sơ mọi vấn đề, nó do bây giờ thời buổi bây giờ đất nước còn nghèo khó, thế hệ nó chuyển giao thế hệ kia về hồ sơ thì nó gặp khó khăn. Tôi là Nguyễn Văn Phước, là thân nhân và là cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Bọc. Từ những cái năm 2000 thì chúng tôi cũng lúc đó thì về cái công tác thông tin đại chúng của đất nước ta thì về để truy tìm một liệt sĩ thì nó rất là khó khăn. Những năm 2009 trở lại đây, công nghệ thông tin, Internet cũng như phát triển thì anh em chúng tôi là thế hệ sau thì cũng có đăng những cái bài đăng tìm kiếm mộ liệt sĩ cho chúng tôi. Thì vừa rồi năm 2020 thì các cháu nó tìm trên cổng điện tử thông tin của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì có phát hiện ra là cái ngôi mộ là Nguyễn Văn Bọc. Đơn vị không có, quê quán không, chỉ có liệt sĩ Nguyễn Văn Bọc thôi. Và ngày hy sinh là ngày 26 tháng 12 năm 1971. Thì theo giấy báo tử trước thì là hy sinh ngày 15 tháng 1 năm 1970. Con và cháu tôi cũng xuống cục chính sách Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đặt vấn đề và xin được giám định ADN. Nếu đúng, mong muốn của gia đình tôi là được đón anh tôi về quê. Chúng tôi rất là tin tưởng vào cái khoa học công nghệ bây giờ. Dùng công nghệ khoa học là dùng ADN. Quan điểm của chúng tôi tìm kiếm để đích xác thì chúng tôi mong muốn là phải được giám định ADN. Nó trùng khớp với dòng gen của gia đình của chúng tôi thì chúng tôi mới mang về. Tôi là Hoàng Thị Trống, tôi sống ở Vĩnh Yên, Thanh Trì. Tên chồng tôi là Nguyễn Văn Hả. Cưới năm ấy thì tôi 17. Đến năm 19 thì tôi có cái thằng cu đầu ấy. Thế thì lúc bắt đầu ông ấy đi miền Nam đi, ông ấy thì già ngoài không trời thì ông ấy chẳng tôi bảo là thôi đi về đi chồng làm các con, anh gì đi không biết chắc các con nghe đi ngay về thì không có. Ông ấy bảo là ông ấy đi chống Mỹ, bộ đội chống Mỹ đó. Thế thì ở nhà đi trông nom con. Các con với mẹ ra đi đến đâu thì biết ông ấy chạy vào đi đến đâu. Tôi tên là Nguyễn Thị Phúc Bắc, tôi là con dâu thứ hai của mẹ tôi ở đây. Từ khi mà nhập ngũ thì xong rồi thì chiến tranh thì không có điều kiện để về thăm gia đình ấy. Thì xong đó là hy sinh từ năm 1968 đến năm 1977. Gia đình mới nhận được cái giấy báo tử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ấy. Thì từ đó thì gia đình cũng không có bất kỳ những cái thông tin gì của bố chồng tôi. Trong biết hy sinh ở trong miền Nam Việt Nam thôi, chứ chả biết là ở cái khu vực nào. Thì tôi cũng có trực tiếp gửi các cái hồ sơ mà bản thân tôi là trực tiếp đến Bộ Chỉ huy Quân sự để hỏi các cái thông tin ý. Thì sau đó thì có một cái công văn người ta trả lời là do chiến tranh ý, nên là hiện đến bây giờ là người ta cũng chưa giải mã được các cái thông tin ở theo như ở trong cái giấy báo tử. Nên là chưa biết là liệt sĩ là hy sinh ở tại tỉnh nào hoặc là trận đánh nào cả. Có mới đi tìm nhưng mà không có tin tức chi thì chả biết ở đâu mới đi tìm. Trong cái lúc mà xảy ra chiến tranh ấy, giữa bên mình và bên Mỹ thì là đối phương. Thế nhưng mà bây giờ thì hòa bình ý, thì là mình cũng thấy là quân đội Mỹ rồi cựu chiến binh Mỹ thì lại rất là nhiều người ý, người ta lại giúp Việt Nam mình ý, tìm những người mà trước đây ý, là kẻ thù của họ. Thì mình thấy những cái việc làm đấy là nó vô cùng ý nghĩa.
đối với các cái việc tìm kiếm để cung cấp thông tin cho các gia đình mà có người thân hy sinh tại các mặt trận phía Nam ấy. Mong là chính phủ Việt Nam cũng như chính phủ Mỹ là tạo điều kiện hết sức giúp đỡ trong công cuộc đi tìm mộ liệt sĩ cho cả hai phía, chứ không riêng gì phía Việt Nam. Nếu như các đồng chí, các bác, các chú có thông tin gì về phần mộ của chú tôi, cũng cho gia đình được biết để gia đình làm công tác xin với nhà nước để đưa chú về quê hương. Mong muốn nhất của tôi đi chỉ muốn là tìm tới ông ấy thôi, để mang về nghĩa trang. Thôi bây giờ đi, nó mong muốn quá.